Hiện nay lúa đang trong giai đoạn đồng già chỗ, đông sữa. Đây cũng là thời kỳ dễ phát hiện lúa ma hay còn gọi là lúa cỏ gây hại trên lúa. Hiện nay lúa ma đã và đang gây hại tại một số địa phương. Nếu không phòng trừ kịp thời, loại lúa này sẽ làm giảm năng suất lúa xuân. Lúa ma hay lúa cỏ nhìn hình dạng rất giống lúa thường, nhưng vào giai đoạn chỗ cây có xu hướng phát triển cao hơn lúa thường, chỗ bông và làm hạt sớm hơn lúa thường. Hạt lúa ma có râu dài, hạt lép và dễ rụng. Hạt lúa ma nhẹ, dễ dàng phát tán nhờ nước và gió. Hạt có thể tồn tại trong đất trong thời gian dài. Đây là đặc điểm giúp lúa ma phát triển nhanh và mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Lúa ma phát triển song song với lúa thường, có xu hướng cạnh tranh dinh dưỡng với lúa thường. Nếu ruộng bị hại nặng sẽ không cho năng suất. Nguyên nhân chính này là chủ yếu tập trung ở trên các cái chân ruộng bị cạn nước, thì cái lúa ma này sẽ xâm nhập và phát triển mạnh hơn những cái nơi mà điều tiết nước hợp lý hơn. Thứ hai là cái lúa ma này sau khi đã sinh trưởng phát triển thì ở cái vụ xong nó chín trước cái lúa thường thì nó rụng hạt xuống và nó có thể nằm sâu trong lòng đất này sống được từ 7 đến 8 đến 10 năm. Sau đó mà gặp điều kiện thời tiết thuận lợi thì nó lại phát triển bình thường. Lúa ma có khả năng tồn tại lâu dài và có thể lan sang vụ kế tiếp, vì thế tích tụ dần qua từng năm. Số lượng của lúa ma trong ruộng lúa tăng dần theo cấp số nhân, sinh trưởng mạnh mẽ, lấn át cả lúa trồng. Đây là loại cây cạnh tranh chất dinh dưỡng, ánh sáng trực tiếp với lúa trồng, làm cho lúa bị giảm năng suất, trường hợp bị hại nặng sẽ không thể thu hoạch. Theo ước tính, nếu bị lẫn tạp với lúa ma, từ tỷ lệ 35% trở lên, năng suất lúa trồng sẽ bị giảm từ 50 đến 60%. Lúa ma thường sẽ rụng sớm so với thời gian thu hoạch, từ đó làm lây nhiễm cho những vụ về sau. Biện pháp tối ưu vẫn là biện pháp thủ công là cắt bỏ. Thì bà con là phải lưu ý là sẽ cắt bỏ lúa ma từ giai đoạn mà bắt đầu từ lúc xạ hay từ lúc cấy, là cây lúa ma nó đã phát triển cao hơn lúa thường. Thì từ đó bà con ra thăm đồng hay đi kiểm tra đồng ruộng thì bà con phải nhổ bỏ. Và đến khi cái cây lúa phát triển ở cái lúc mà lúa chỗ bắt đầu chỗ bông thì là sẽ là nhìn rõ nhất. Thì những các cái chỗ mà bông chỗ trước nó cao hẳn lên thì bà con cũng phải đi cắt tỉa. Với cái đặc điểm của cái lúa ma là nó chín trước, cho nên là cái này là khi chúng ta mà đi gặt bằng máy thì các cái hạt lúa ma nó sẽ rụng hết ngoài đồng ruộng, các hạt chắc rụng hết đồng ruộng. Trong cái năm sau thì chắc chắn có hạt thì là nó sẽ phát triển cao hơn năm trước. Để hạn chế tác hại của lúa ma gây ra, các địa phương cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các ruộng đang bị lúa ma gây hại, đề xuất biện pháp xử lý để hạn chế tối đa nguồn lây, bảo vệ sản xuất các vụ tiếp theo. Đối với diện tích lúa bị lúa ma gây hại với tỷ lệ cao trên 30%, tiến hành tiêu hủy toàn bộ ruộng bằng cách cắt, phơi khô và đốt. Đối với những chân ruộng này ở vụ tiếp theo, cần làm đất xử lý bằng chế phẩm nấm Trichoderma, sau đó san phẳng như làm mạ để mồi lúa ma nảy mầm. Khi lúa được từ 3 đến 5 lá, tiến hành cày lật, làm nhuyễn đất để tiêu diệt. Biện pháp này phải làm lặp lại từ 2 đến 3 lần để có thể tiêu diệt hết nguồn lúa ma được vùi trong tầng canh tác.